Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Các mặt báo Đông Nam Á dành cả ngày để khen ngợi quả vô lầy mãn nhãn của Quang Hải trong trận hòa của Pau FC. Trong trận đấu giữa Pau FC và Dijon diễn ra vào đêm qua giờ Việt Nam, Quang Hải đã có lần đầu tiên đá chính cho đội bóng mới. Anh được huấn luyện viên Didier Thorlot tin tưởng giao cho vị trí số 10, đá ngay sau trung phong cắm Myron Churchill. Bản thân Quang Hải đã để lại những dấu ấn nhất định ở đầu trận, nhưng sau đó thì anh thi đấu không quá nổi bật. Theo thống kê, Hải chỉ chuyền chính xác là 6 trên 13 pha bóng, đạt tỷ lệ 46%. Anh cũng chỉ chạm bóng được 22 lần trong thời gian có mặt trên sân và nhận về 6,7 điểm theo SofaScore. Sau 68 phút thi đấu, tiền vệ đội tuyển Việt Nam được rút ra nghỉ. Nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, tờ báo Thái Lan cho biết: "Mỗi một trận nó lại là một kiểu khác. Trận đấu trước Quang Hải vào sân từ ghế dự bị, lúc mà đội thua rồi thì tâm lý đỡ bị căng hơn. Có trận này Hải đá từ đầu thì cũng hơi bị căng thẳng. Cảm giác trong hiệp 1 Hải đá bị căng thẳng và cũng có những thận trọng, khi mà có bóng thì đã giải tỏa nhanh. Lúc đầu trận, Quang Hải có pha tung móc bóng rất là đẹp mà lại không vào. Quả đấy mà vào thì có thể sẽ tốt hơn về tâm lý cho Hải. Nói chung là Hải đã có những đường nét được. Tuy nhiên có thể là cậu ấy chọn một cách bắt nhịp từ từ, vì giữa vào sân từ ghế dự bị và đá chính vẫn có những cái khác nhau. Cậu ấy chọn giải pháp an toàn cho lối chơi của mình." Nói thêm về pha tung người móc bóng đẹp mắt của Quang Hải ở phút 12, báo Thái đánh giá: "Đấy là một pha bóng khó. Động tác tung móc gọn gàng như thế là đã cho thấy khả năng của Hải rồi. Tất nhiên quả bóng đấy là quả bóng khó. Ngay cả danh thủ thế giới cũng đâu phải người nào cũng ăn được đâu. Pha bóng đó đã chứng tỏ được đẳng cấp và khát vọng của Quang Hải. Hàng phòng ngự của Pau FC đã chơi tập trung hơn so với thất bại 0-4 trước Gunkem. Mặc dù vậy, những vệ tinh tấn công xung quanh Quang Hải vẫn quá mờ nhạt, thiếu đi những pha phối hợp mạch lạc. Thật ra lối chơi của Pau FC cũng khá là rối và nó chưa có được sự mạch lạc cần thiết. Vẫn thấy là chỉ có nỗ lực của từng cá nhân thôi. Lối chơi của Pau vẫn chưa được mượt. Thứ hai là các vệ tinh xung quanh Quang Hải cũng không đặc biệt. Anh chàng tiền đạo cắm cho trò thì rất là dở rồi. Rồi tiền vệ giữa Di Almeida cũng không hay. Hàng phòng ngự đã đá tập trung hơn, thế nhưng mà hệ thống ở phía trên vẫn cho thấy những cái bất cập. Nói chung là không tạo được sự nhuần nhuyễn, được một điểm là may đấy. Thôi thì cứ mỗi trận mình lại hy vọng, bởi vì là cầu thủ nước ngoài thì sau mỗi trận đấu họ sẽ rút ra kinh nghiệm và có thể là họ sẽ có cái kiểu chơi tốt hơn ở trận sau. Và dù sao thì cũng mới chỉ là 2 trận thôi, thành ra mình vẫn hy vọng là có những dấu hiệu cho thấy là có thể tốt hơn. Mà tốt hơn này là phải tốt hơn đến từ tập thể cơ. Chứ còn Pau FC rõ ràng là khâu phối hợp không tốt. Hãy cứ bình tĩnh, bởi vì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Hôm nọ là lần đầu vào sân từ ghế dự bị, còn hôm nay là lần đầu đá chính. Hãy cố gắng chứng tỏ mình trong luyện tập nữa, để đồng đội cũng chú ý mình hơn. Chứ thực tế, Hải có những pha gọi bóng mà đồng đội không đủ tin tưởng để chuyền bóng. Thế thì hãy cứ âm thầm chứng tỏ vì đội bóng, rồi những cái tốt đẹp sẽ đến thôi. Cổ động viên Mã Lai chia sẻ thêm. Vào thập niên năm 1920, sau khi được hỏi rằng vì sao lại muốn chinh phục đỉnh Everest, huyền thoại leo núi Churchill Mallory chỉ nhếch mép cười: "Vì nó nằm lù lù ở đấy mà." Câu nói chơi chơi ở trên ẩn chứa một thái độ coi thường cái chết đến lạnh gáy. Leo Everest không phải chuyện đùa. Mãi đến năm 1953, Edmund Hillary và Tenzing Norgay mới trở thành những người đầu tiên chinh phục thành công. Ngày nay dù được công nghệ và sự trợ giúp tích cực của các hoa tiêu, đây vẫn là một môn đau đớn và nguy hiểm bậc nhất con người từng biết. Quang Hải đang leo những sườn dốc đầu tiên trong hành trình khẳng định sự nghiệp ở châu Âu. Và độ khó của nó là điều đã được lường trước. Chúng ta phải thừa nhận công bằng rằng, trong lần đầu đá chính, anh đã không thể hiện được nhiều. Những lo ngại lớn đang chờ đợi tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Công chúng có thể lại thờ ơ chỉ sau thêm 1-2 trận Hải mờ nhạt nữa. Và tệ hơn, giấc mơ châu Âu có thể vụt tắt. Hải có thể phải làm tất cả, với xuất phát điểm thậm chí thấp hơn vị thế trước khi lên đường. Tôi nghĩ sẽ có những người yêu mến Hải bắt đầu chùn bước. Đơn giản bởi hành trình này quá nhiều rủi ro. Nhưng một pha bóng trong trận đấu vừa rồi cho thấy rằng Hải vẫn cố gắng giữ lấy chất chơi bóng của mình. Ở một tư thế và vị trí khó, anh tung mình móc bóng. Cách xử lý anh vẫn thường làm trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Pha xử lý mạo hiểm này, một tình huống đậm chất Quang Hải, trong bối cảnh anh phải chịu nhiều áp lực, là một điểm sáng. Nhưng rủi ro này không làm Hải do dự khi cố thực hiện một tình huống khó và nhiều khả năng thành trò cười hơn là siêu phẩm. Tất nhiên vì thất bại trong tình huống đó và chơi không ấn tượng ở trận vừa qua, Hải sẽ gánh thêm một tầng áp lực nữa. Như là một phần, những rủi ro sẽ đến trong chặng đường của anh. Nhưng tình huống cố chơi bóng ấy cũng có ý nghĩa của riêng nó.
những rủi ro và nguy hiểm không thể ngăn cản được những người cố chinh phục đỉnh núi. Vì rốt cuộc thì cuối cùng, điều họ cảm nhận duy nhất là đắm chìm vào một cuộc chơi. Khi được chơi, họ bất chấp tất cả. Hãy quay lại với câu chuyện đầu bài viết này. Nó kết thúc không có hậu, thậm chí là bi thảm. Mallory không bao giờ vượt qua được Everest và đã chết trong nỗ lực leo nó vào năm 1924 như bao nhiêu người trước và sau ông. Nhưng câu nói kiểu chết cũng nhẹ như lông hồng ý mà của ông khẳng định lại tầm vóc của những nhà leo núi kiểu này. Những người mà nhân loại sẽ chia làm hai phe khi nói về họ. Một sẽ được thôi thúc hơn và coi đó như nguồn cảm hứng. Nhưng những ngọn núi vẫn sẽ là mục tiêu để chinh phục chỉ vì nó lù lù ở đó mà. Những người muốn leo núi sẽ không bao giờ dừng lại, dù cho họ có thể không bao giờ lên đến đỉnh. Quang Hải có thể thất bại, nhưng chắc chắn anh không thể hối hận vì đã bắt đầu hành trình này. Châu Âu cũng lù lù ở đó thôi mà. Sau màn trình diễn khá tốt trong trận gặp Gunkem ở vòng 1, huấn luyện viên Didier Thollot xếp Quang Hải đá hộ công thay cho Eddy Svetre. Trong lần đầu tiên đá chính, Quang Hải tiếp tục được giao nhiệm vụ đá phạt, tuy nhiên thì anh có vẻ hơi căng thẳng. Quang Hải không mạnh dạn giữ bóng, anh khống chế và chỉ mất 1-2 chạm để luân chuyển trái bóng. Phút 12, Quang Hải suýt chút nữa đã làm nên chuyện khi có pha ngã người tung móc trong vòng cấm của Dijon. Nhưng rất tiếc là bóng đi chạch cột dọc khá xa. So với trận Gunkem, sai số trong các đường truyền của Quang Hải khá nhiều. Một phần là do các đồng đội chưa hiểu ý, phần khác là bởi các tiền đạo Pau FC di chuyển không bóng khá yếu. Cũng phải nói thêm là Quang Hải chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các đồng đội. Có nhiều tình huống Quang Hải không bị ai kèm và tích cực xin bóng nhưng các đồng đội không truyền. Trong khi đó, lúc Quang Hải chưa chiếm được vị trí hoặc bị rơi vào thế bất lợi thì lại được đồng đội truyền bóng. Dù rất khó chịu di chuyển tích cực hỗ trợ phòng ngự, nhưng có thể thấy tốc độ xử lý bóng của các cầu thủ League 2 khá nhanh khiến Quang Hải thường xuyên đuổi theo bóng. Cầu thủ đến từ Việt Nam cũng hoàn toàn thất thế trong các pha tranh chấp. Phút 68, Quang Hải được rút ra sân nghỉ nhường chỗ cho Henry Savet, cựu cầu thủ Newcastle. Trước khi ra sân, Quang Hải cũng kịp để lại ấn tượng với cú giật gót mở ra pha tấn công trung lộ lợi hại cho Pau FC. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Charles Boly lại đi thiếu chính xác. Quang Hải đang trên con đường trở thành trụ cột của Pau FC đá tại League 2. Nhìn thì thấy mừng, nhưng sâu xa cũng lại lo nhiều cho tiền vệ tuyển Việt Nam. Mừng nhiều. Sau 30 phút thể hiện ở trận ra quân, tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã được Pau FC tin tưởng khi có tên trong đội hình xuất phát tiếp Dijon hòa không đều ở lượt đấu thứ hai tại League 2. Được ra sân ngay từ đầu và chơi gần 70 phút, Quang Hải tự vượt qua kỷ lục của chính mình cho việc một cầu thủ Việt Nam thi đấu ở châu Âu. Càng tự hào khi việc Quang Hải được ra sân ở League 2 là đến từ năng lực của tiền vệ tuyển Việt Nam, thay vì là thương mại hoặc điều gì đó phi chuyên môn. Nếu tiếp tục chơi nỗ lực như gần 100 phút được ra sân, chắc chắn kỷ lục cũng như khả năng rất cao, Quang Hải ghi bàn ở châu Âu sẽ được phá và thành hiện thực. Thậm chí Quang Hải còn đứng trước khả năng trở thành trụ cột của Pau FC tại League 2, điều mà chưa một cầu thủ Việt Nam nào làm được hoặc hiếm hoi tại Đông Nam Á khi ra châu Âu chơi bóng. Lo cũng lắm. Quang Hải đứng trước cơ hội tỏa sáng hơn nữa ở League 2 để người hâm mộ tự hào, đồng thời mừng cho tiền vệ của tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên vượt qua rất nhiều thử thách để ra châu Âu chơi bóng. Nhưng sau nỗi vui mừng, tự hào, rõ ràng nhiều người cũng đang phải âu lo cho Quang Hải bởi đội bóng mà tiền vệ tuyển Việt Nam khoác áo không mạnh. Các đồng đội có vẻ như là khá đuối. Lo cũng phải, bởi tất cả đều hiểu rằng chuyến xuất ngoại này, ngoài việc vượt qua giới hạn bản thân, thì mục đích chính của Quang Hải vẫn là học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, chuyên môn khi vươn xa trong sự nghiệp ở câu lạc bộ lớn hơn. Tuy nhiên, nhìn những đồng đội tại Pau FC thì ngoài thể hình thì gần như là không nhỉnh quá nhiều so với Quang Hải về chuyên môn. Tư duy chơi bóng, nếu chẳng muốn nói một vài người còn kém hơn ở môi trường như vậy, để Quang Hải học hỏi, tích lũy và nâng cao năng lực bản thân rõ ràng là khó. Nói nôm na, một học sinh ở lớp cá biệt chẳng dễ tỏa sáng hay xuất sắc vượt trội so với trường chuyên lớp chọn. Đồng đội không quá tốt, đã thế câu chuyện hòa nhập với lối chơi của Quang Hải đến thời điểm này dường như cũng đang bị đặt dấu hỏi khi hiếm được tạo điều kiện để thể hiện vì khả năng di chuyển không bóng nói thẳng rằng là chưa xuất sắc ở môi trường mới. Khó mà trách các đồng đội không truyền cho Quang Hải bởi vì thể hình khá nhỏ bé nhưng tiền vệ đến từ Việt Nam lại rất hay di chuyển sau lưng đối thủ to lớn hơn. Nói nôm na là vẫn chưa hợp lý. Rất mừng cho Quang Hải với sự khởi đầu ở châu Âu vô cùng thành công. Nhưng những gì nhìn thấy thực sự lại âu lo đối với tiền vệ tuyển Việt Nam nếu muốn nâng cao năng lực chơi bóng.